Đây, hôm nay mình sẽ làm 3 phần 4 công việc. Đó. Nửa con với đêm một phần cấp tư nữa, coi như là 3 phần 4 công việc đó. Mình sẽ kho tàu nha cả nhà, kho với trứng nha. Nạc không được cả nhà, ngon chưa? Bự như thịt heo. Nó vòng đầy. Rồi, đã xong. Thịt mình kho to thì mình cũng phải chặt miếng bự 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 này. Đó. Nãy mình rửa một lần rồi, sau khi mình chặt xong mình lại phải rửa lại một lần nữa cho nó sạch luôn nha cả nhà. Nó và để ráo miếng thịt. Để lên rõ cho nó ráo chút rồi bắt đầu mình mới nêm nếm và đưa cho to. Đây cả nhà ơi, mình bật bếp lên cái nồi này là nồi áp suất nha cả nhà. Đó, xong bắt đầu mình sẽ cho chút xíu dầu ăn. Mình cho đường vào để mình thắng nước màu. Nhà mình là mỗi lần mà ăn là tự làm nước màu chứ không có làm sẵn. Bởi vậy mình sẽ thắng được cái màu mà mình thích. Đây là tỏi và hành tím mình đã băm, mình cho xíu vô. Đó.
bây giờ mình sẽ cho vịt vào nhé. Thì còn bấy nhiêu mình sẽ đổ hết rồi nha. Một muỗng canh hạt tiêu cà non cả nhà. Đảo đều lên xuống. Nếu tiếp thì mình sẽ cho một muỗng đường. Ai thích ăn ngọt thì cho nhiều, mình thì mình cho 2 muỗng, nhà mình 2 muỗng. Này, thêm muỗng nữa đi, 3 muỗng. Đó, đây là nhà mình ăn như thế, 1 muỗng hạt lên cần no, 3 muỗng đường, rồi mình cho thêm chút xíu nước mắm vô nữa, và mình cho muối vô nữa nha cả nhà. Muối thì các bạn cho cũng 1 muỗng muối nha. Có cái kiểu như mình như vậy. 1 thìa muối. Đây, 1 thìa muối. Để tiếp tục đảo đều lên nữa. Vẫn để lửa lớn để cho gia vị nó rút hết. Bạn nào có nước dừa thì mình bỏ nước dừa, còn hôm nay nhà mình không có nước dừa thì mình bỏ nước lạnh, nước thường. Rồi bây giờ mình cho nước mắm nhé. Nước mắm thì các bạn cho khoảng 2 muỗng canh. Đó, vậy là được rồi. 2 muỗng canh thôi nha, để nó cho nhiều. Dậy mùi nước mắm nha. Rồi, hộp gà, hộp vịt thì mình đã luộc xong. Bây giờ mình chỉ việc luộc, mình bỏ vào cái nồi đó thôi. Đây, nồi thì mình đã sôi sùng sục lên cả nhà, đó là mình không đổ nước nha. Rồi, bây giờ trứng mình bỏ vào. Mình sẽ cho một chút xíu cái sa tế của mình á, sa tế hồi bữa mình làm á, để cho nó có cái dầu điều trong đây này, nó lên màu cho nó đẹp. Nhớ là cho ít thôi nha, nếu mà nhiều quá thì cay. Nhà bạn nào ăn cay được thì mình cho nhiều. Đó. Tiếp theo thì mình đổ nước vào thôi. Đổ nước vào mình bỏ lên cái bếp, giờ mình tắt bếp này. Đó, mình tắt bếp rồi. Giờ mình đổ nước vào và mình bỏ vào cái bếp áp suất, cái nồi áp suất nha, vừa sắt thôi. Đó, mọi người thấy có cái màu lên đẹp rồi đó. Bỏ miếng sa tế và có cái màu óng ánh. Rồi, nửa tiếng sau là mình sẽ có một nồi thịt kho tàu rất là ngon. Đây, mình đã bỏ lên nồi áp suất rồi nha cả nhà ơi. Và bây giờ mọi người lưu ý là khi mà đậy cái nắp này, nắp nồi áp suất nè. Đó, cái này là phải dí xuống dưới nha, chứ đừng có để nó lên như vậy mà mình không để ý là rồi nấu là nó sẽ bị khét hết nha. Bữa mình đã bị một lần, nay rút kinh nghiệm đây. Đó, chỉnh cái này cho nó thẳng nè, rồi ghim điện và bắt đầu mình mở đến khi nào thấy chữ mít thì thôi nha. Ok, rồi. Đó là mình ướp muối xong mình rửa sạch nè cả nhà. Đó, bây giờ mình cho tỏi nè, mình giã mấy củ tỏi bỏ vào, rồi mình cho đường, muỗng muối, muỗng nước mắm. Rồi cái này là ớt Hàn Quốc nè, mình bỏ vào cho nó có màu cho nó đẹp. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng sau là mình có thể ăn được rồi, muối sổi đó cả nhà. Mình bắt một cái chanh vào đây luôn đó nha.
ngon lành cành đào ha. Đó, các bạn nấu trong nồi áp suất là nó sẽ như vậy. Xong bắt đầu mình nhấc ra nè. Trời ơi, các bạn nhìn thấy cái mỡ vịt nè. Thấy cái nước mắm không? Nước mắm mình làm nè, cái màu nè. Đó. Khi mà các bạn để cái giá xuống là ấy lên như vậy là nhìn thấy cái miếng vịt nó mềm, nó ngon lắm nha. Mình bắt lên đây mình nấu để cho nó sôi mấy cái bọt mình lên, xong mình hớt ra mình bỏ. Tại vì cái nồi áp suất là các bạn nấu là nó kín hơi á, nó không có thoát ra ngoài á, nên mình phải làm lại. Mỗi lần nấu xong là mình hay nhắc ra cái bếp này mình làm, mình nấu lại một hồi để cho nó mấy cái bọt để nó nổi lên trên này. Bắt đầu mình hớt ra. Làm như vậy cái nồi nước của mình, cái nồi thịt của mình để được lâu nha. Trời ơi, đụng vào thịt, miếng thịt nó mềm hết rồi. Ngon quá cả nhà. Thịt vịt kho tàu ngon quá này. Wow, quá ngon luôn nè. Thấy không, các bạn thấy không? Khi mà mình nấu ở đây là đây, thịt vịt kho tàu với trứng này cả nhà. Còn đây là giá ăn với giá sống nha. Đó, với chén nước mắm. Xin mời cả nhà nha. Xin mời cả nhà ăn bữa cơm trưa cùng với mình nha. Đó, thịt kho tàu nè. Trời ơi, thịt vịt kho tàu nó ngon nè. Mềm. Kho bằng cái nồi áp suất á, thịt nó ngon. Quá ngon cả nhà. Ngon thiệt. Ngon ha. Ăn với thêm mấy cục giá nó ngon thiệt là ngon. Nhập vịt nữa nạc nữa ngon. Xương nó mềm rụt hết rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Các bạn nếu mà chưa kho cái này các bạn kho thử đi. Có tàu ngon. Cái này nếu mà có nước dừa nữa còn ngon nữa. Nhưng mà bữa nay không có nước dừa. Bữa nay nhà mình hết dừa. Dễ thì ăn khó. Thì nó tươi. Nêm nếm như vậy thì vừa với nhà mình. Nhưng mà nếu mà nhà các bạn mà ăn mặn thì phải thêm nha. Nêm gấp đôi cái phần của mình. Tập ăn lạc cho nó đỡ bị bệnh. Thịt kho tàu các bạn chỉ cần lấy cái đũa này khều khều về cái nó ra. Ủa bé Mi hôm nay không học hả? Ừ, đúng rồi. Hôm nay nghỉ sớm nha, mới 1 giờ, 1 giờ mà. Học cái... Nào, cũng học cái 10 giờ chủ rồi không nè. Vậy là nguyên tuần này từ giờ trở đi là hết cái thời khóa biểu này là học buổi sáng không?
tôi xuống ăn cơm xong ngủ đi, để chiều còn học mấy môn kia. Bữa thứ ba đã bỏ hết ngày rồi đó. Ủa, chiều học gì nữa? Cán tiếng Anh. Tối lắm. Ủa, tôm hôm nay chưa thấy dao. Ừ, nó kêu hôm nay có mà không biết sao. Nó mềm nha, cái xương, cái tủy nó ngon. Béo gì đâu. Chút nữa làm giá không qua quên là lấy cho hàng thằng đó là đi mua dùng cho chung cư hả? Ừ. Bữa nào có gà xong mình gà kho tàu rồi là bò kho tàu cá kho tàu mềm sức luôn nè, mẹ gấp được thịt cho con. Trời ơi đã rồi nè. Có theo cách mình rất là dễ luôn, bỏ vào nồi áp suất, nồi áp suất có làm hết mình có phải làm gì đâu. Nếu nhà các bạn mà không có nồi áp suất thì mình kho bằng bếp, mình mở lửa riu, chắc hầm khoảng 2 tiếng, 1 tiếng đến 2 tiếng là nó ngon. Mềm tơi ra như vậy. Thịt đang còn nhiều dưới đó. Ăn vậy để mỏi răng mới đi ha. Nó nhừ. Kho tàu này muốn phi kho không ta? Phi nó làm gà. Gà kho tàu. Đó mình học theo đó, gà kho tàu xong rồi vịt kho tàu. Cái gì kho cũng được. Hồi xưa muốn ăn kho tàu là nhất thiết là phải vịt, à là heo kho tàu.
giờ các bạn có thể biến tấu gà, vịt, heo, cá. Cá kho tàu ngon. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.